đã sạc pin và lo xếp hóng ạ. Xin chào Bùi Phượng, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Phượng đã thông báo là Phượng sẽ làm livestream về dầu tẩy trang. Thì hôm nay thì cũng như luật chơi cũng như mọi hôm ấy, thì chúng ta cũng chia sẻ trên các nhóm nhá, để các bạn nhận được quà nhá. Xin chào chị Minh Phạm. Các bạn ơi, chúng ta hãy chia sẻ livestream này trên trang cá nhân và chúng ta chia sẻ trên các nhóm, và chúng ta hãy tag tên 5 người bạn của mình vào để cùng xem livestream để cùng may mắn nhận được quà nhá. Ngày hôm nay nếu như cũng trên 100 người xem thì Phượng sẽ làm livestream tặng quà cho các bạn. Còn nếu mà dưới 100 thì chúng ta chỉ test dầu tẩy trang thôi nhá. Ok, và hôm nay thì Phượng sẽ so sánh cho các bạn biết được là cái chất lượng dầu tẩy trang của Fidelis nó khác hẳn so với các loại dầu tẩy trang trên thị trường. Và ngày hôm nay thì các bạn biết là để tẩy sạch được tất cả những các cái vết trang điểm trên khuôn mặt của các bạn thì cái vùng nào trên khuôn mặt các bạn là cái vùng mà khó tẩy trang nhất, thì các bạn biết là đó là cái vùng mắt. Bởi vì khi chúng ta make up đậm ấy thì đa phần là các cái vết mascara này, phấn mắt, rồi là chì cái mắt, thì các bạn sẽ khó là các bạn đánh bật được các cái vết bẩn trên mắt của bạn nhất. Vì vậy nên là ngày hôm nay thì Phượng sẽ trang điểm rất là đậm để cho các bạn biết là khi mà mình tẩy bằng cái dầu tẩy trang của Fidelis ấy thì hoàn toàn nó khác so với các loại dầu tẩy trang khác. Và Phượng cũng đã chuẩn bị sẵn cả một loại dầu tẩy trang khác cộng với cái nước tẩy trang khác rồi, để cho các bạn biết là so sánh cái chất lượng của sản phẩm Fidelis của bên mình như thế nào nhá. Ok ạ, chúng ta chờ đông đông một chút thì Phượng sẽ test dầu tẩy trang để các bạn biết chất lượng. Và ngày hôm nay thì nếu như mà trên 100 người thì Phượng cũng sẽ làm livestream tặng quà cho các bạn nhé. Xin chào Lê Toán, chào em. Ok, chúng ta hãy chia sẻ livestream này ạ. Các bạn hãy chia sẻ livestream này để có đông người vào chơi mini game cùng với chúng ta nhé. Ngoài ra thì chúng ta hãy tag tên 5 người bạn của mình vào để cùng xem livestream nhé. Và ngày hôm nay nếu như mà khách hàng nào mà đặt hàng dưới cái livestream này thì các bạn sẽ nhận được quà tặng rất là ưu đãi từ Phượng nhá. Bất kỳ hóa đơn nào trên 300.000 thì các bạn sẽ được tặng kèm một sản phẩm nhá. Các bạn sẽ được tặng kèm một sản phẩm. Ok, ngày hôm nay nếu như bạn nào mà đặt hàng mà hóa đơn trên 300.000 thì các bạn sẽ được tặng thêm một sản phẩm kèm theo nhá. Ok, cả nhà ơi, chúng ta chia sẻ livestream đi ạ. Chúng ta chia sẻ livestream này nhiều hơn để có đông người vào cùng chơi mini game nhá. Các bạn hãy tag tên 5 người bạn của bạn vào để cùng xem livestream đi ạ. Chúng ta hãy tag tên 5 người bạn của mình vào để cùng xem livestream nhá. Chị chào em, chị chào Khánh Bình nhá. Chào Khánh Bình. Xin chào Hường Trần. Ngày hôm nay hiện tại mặt của Phượng đang là mặt mộc nhá. Để tí nữa Phượng có thể test được cái sửa xài phấn, và sau đó thì Phượng sẽ test dầu tẩy trang cho các bạn. Và cái sản phẩm của dầu tẩy trang của chúng ta đây ạ. Đây ạ, đây là dầu tẩy trang kem. Xin chào Lan Hương nhá. Em chào chị Trang Thư. Em chào chị Trang Thư Nguyễn. Cả nhà ơi, nếu như ngày hôm nay mà chúng ta nhận được quà tặng từ Phượng ấy, và các cái chương trình mini game trước mà các bạn đã nhận được quà tặng từ Phượng, thì các bạn vui lòng là các bạn chụp ảnh và các bạn tag tên của mình vào nhá, để mình có thể biết là các bạn đã nhận được hàng rồi. Ok không ạ? Và nếu như ngày hôm nay bạn nào mà may mắn nhận được quà tặng của Phượng ấy, mà sau khi mà các bạn nhận được quà rồi mà các bạn không chụp ảnh và tag tên của Phượng vào, thì lần sau thì Phượng sẽ không gửi quà cho các bạn nữa, cho dù là các bạn có nhận được quà tặng hay không nhá. Ok ạ. Em chào chị Hồng Nguyễn. Chúng ta hãy chia sẻ livestream này đi ạ. Chúng ta chia sẻ livestream và chúng ta hãy tag tên 5 người bạn của mình vào để cùng xem livestream nhá. Hello Tuyền, xin chào em. Chào Lê Thị Tuyền nhá. Ok, chúng ta hãy chia sẻ livestream đi ạ. Chúng ta chia sẻ livestream và chúng ta sẽ ưu tiên là chia sẻ trên các nhóm mà được đăng công khai nhé các bạn nhá. Chúng ta hãy ưu tiên là chia sẻ lên các nhóm đã được đăng công khai rồi ạ. Hello Khánh Trâm, chào em. Trâm ơi, hôm trước em đi học cái khóa học của công ty hôm thứ bảy vừa rồi á, hôm qua, thì em có học được nhiều điều không? Chào chào cô Hảo ạ. Cô Hảo ơi, đợt này cô bay ra Hà Nội học đi cô. Cô đặt vé máy bay, cô bay ra Hà Nội học đi. Xin chào chị Loan nhá. Và chị hy vọng là hôm nay em sẽ không được nhận được quà từ chị. Chị Loan nhá, bởi vì là mini game nào em cũng có quà rồi. Và hôm nay em dành cơ hội đó cho bạn khác nhá. Xin chào anh Đỗ Quốc Khôi. Anh Khôi hôm nay không đi chơi với em gái mưa à? Anh Khôi ơi,
Hôm nay không đi chơi vì anh phải mưa à? Cả nhà ơi, chúng ta chia sẻ livestream này đi ạ. À. Chúng ta chia sẻ livestream này để có đông người vào chơi mini game nhá. Và nếu như trên 100 người thì Phượng sẽ làm livestream tặng quà nhá. Ok, có chị ạ, hay tuyệt vời. Ok nhá, chịu khó đi học nhá Trâm nhá. Bởi vì là mình đi học thì mình sẽ có kiến thức và em có thể là em có những cái trải nghiệm ấy, thì có tích lũy được thêm những cái kinh nghiệm và kiến thức để giúp em có thể bán hàng tốt hơn. Chào Mạnh nhá, chào em. Ok, hôm nay các bạn hôm nay được anh xã đưa đi cắt kính mới nên là cảm thấy rất là ưng và cảm thấy rất là yêu đời. Vì vậy nên là ngày hôm nay nếu mà vui vui thì sẽ làm tặng quà nhiều hơn mọi lần đúng không ạ? Bởi vì là mỗi một cái livestream vào mấy hôm trước thì Phượng tặng quà cho các bạn thì cũng đã gần 3 triệu rồi. Một chương trình mini game là mình tặng quà là tối thiểu là cũng phải tương đương hơn gần 3 triệu với hơn 3 triệu. Nếu như ngày hôm nay mà Phượng vui vui một tí thì Phượng sẽ tặng quà nhiều hơn đúng không ạ? Và tổng những cái chương trình mini game của Phượng từ đợt trước đến bây từ tuần trước cho đến bây giờ thì Phượng đã dành tặng các bạn là gần 20 triệu thông qua chương trình mini game rồi. Và nếu như ngày hôm nay bạn mong muốn nhận được quà tăng miễn phí từ Phượng ấy thì các bạn hãy chăm follow theo dõi Facebook của Phượng để bạn có thể nhận được quà tặng miễn phí nhá. Xin chào Vân Trần, cảm ơn em. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhá. Nếu như các bạn muốn nhận được quà miễn phí từ Phượng thì các bạn hãy chia sẻ livestream này nhiều hơn ạ. Và các bạn hãy chăm theo dõi và follow Facebook của Phượng nhá để các bạn có thể nhận được quà. Bởi vì là một tuần thì Phượng hay làm livestream lắm, một tuần thì Phượng sẽ làm từ 2 đến 3 buổi livestream á. Và mỗi một buổi tặng quà thì đa phần là sẽ là từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu hoặc là hơn. Chính vì vậy nên là các bạn muốn nhận được quà thì các bạn hãy follow Facebook của Phượng và hãy kết bạn với Phượng nhé. Ok. Không đeo kính mà nó hơi mờ nên là khó nhìn, để xem ở điện thoại này. Thank you em nhé, thank you Chín Loan, cảm ơn em. Chào Nguyễn Phương. Chào Thêu Trịnh nhá, chào em. Cảm ơn Huyền Mập nhá, cảm ơn. Ok nhá. Cái bình luận nào của mọi người mà Phượng không đọc được thì Phượng sẽ xem ở cái điện thoại này nhá. Tháo kính ra là nó hơi mờ. Hôm nay thì mình sẽ không sử dụng BB cushion nữa, tức là BB cushion đó là dạng phấn nước. Đây các bạn nhìn, đây là BB cushion này. Hôm nay thì Phượng sẽ xài phấn cây BB cushion đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ xài phấn cây. Phấn cây này thì rất là tiện dụng bởi vì là một bên của chúng ta là phấn. Phấn này rất là mềm và mướt da. Và một bên chúng ta là chổi ạ. Rất là tiện và chúng ta không cần phải xài tay hay là bông nữa nhé. Hôm nay thì Phượng sẽ xài phấn cây. Các bạn ơi, nếu như mà da mặt của các bạn hơi khô ấy thì trước khi các bạn xài phấn cây này ấy, các bạn nên cấp ẩm cho da nhá. Bởi vì là da của Phượng thì nó rất là mềm và nó không bị khô. Nên vì vậy nên là mình cũng không cần xịt cân bằng da hoặc là mình xài serum collagen trước khi mà mình sử dụng kem ấy. Nhưng mà mặt vẫn rất là mềm. Vì vậy nếu mà bạn nào muốn mềm mịn hơn và mướt hơn thì các bạn hãy xịt cân bằng da trước, hoặc là các bạn sẽ xài serum collagen trước khi mà các bạn sử dụng phấn ấy, thì da mặt của các bạn sẽ rất là mềm. Và phấn cây bên mình là được sản xuất tại Hàn Quốc luôn nhé các bạn nhé, chứ không phải là sản xuất tại Việt Nam đâu ạ. Phấn cây của bên mình là sản xuất tại Hàn Quốc. Bởi vì sao? Bởi vì là công nghệ tại Việt Nam thì chưa đủ máy móc, thực sự là chưa đủ máy móc để mà sản xuất cái phấn cây này. Chính vì vậy nên là bên mình đã sản xuất cái phấn cây này tại Hàn Quốc và nhập khẩu về.
Còn đâu là sắp tới thì nhà máy của chúng ta mà Khánh Thành mà xây dựng xong xuôi, mà nhà máy thứ hai của công ty chúng ta mà xây dựng xong ấy thì sẽ sản xuất phần cây này tại Việt Nam, và chúng ta đang hoàn thiện và xây dựng nhà máy thứ hai. Nhà máy một thì cơ sở chức năng thì chưa đủ để mà sản xuất cái e phần cây này. Vì thế nên các bạn biết là chất lượng của phần cây mà của Philios ấy nó hoàn toàn khác so với các loại phần cây khác trên thị trường, và cái riêng cái chất lượng của em BB Stick này ngang với chất lượng của bên Hàn Quốc luôn các bạn nhé. Nếu như các bạn đã từng xài phấn cây của Hàn Quốc thì các bạn sẽ biết là cái chất lượng của phấn cây Hàn Quốc rất là thích, và BB Stick của bên mình thì hoàn toàn như vậy luôn. Bởi vì sản phẩm của bên mình là được sản xuất tại Hàn Quốc. À, cả nhà ơi, chúng ta chia sẻ lại livestream này nhiều hơn đi ạ. Hôm nay bây hiện tại mới có chỉ có 45 người xem thôi. Chúng ta hãy chia sẻ livestream này nhiều hơn để có đông người vào xem nhá. Các bạn nhá. À, các bạn hãy tag tên 5 người bạn của mình vào để cùng xem livestream đi ạ. Chúng ta hãy chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và ít nhất 30 lần trên các nhóm, và chúng ta sẽ ưu tiên là các nhóm mà để được được đăng công khai ạ. Và ngoài ra thì chúng ta hãy tag tên 5 người bạn của mình vào để cùng xem livestream cả nhà nhé. Thương Bùi ơi, cái phấn cây của bên mình có giá là 350.000 bạn ạ. Và phấn cây của bên mình là được sản xuất tại Hàn Quốc nhé. Và trên bao bì sản phẩm của công ty mình là có luôn cơ sở sản xuất của tại Hàn Quốc và địa chỉ và số điện thoại luôn. Đây các bạn nhìn này, rất là mềm, không hề bị khô. Giá của phần cây là 350.000 bạn nhé. Lê Toán, chị tặng em phần cây BB nào nhé. À, Toán ơi, nếu như mà em làm đầy đúng và đầy đủ các bước á, thì nếu như ngày hôm nay chị vui thì chị sẽ ra những cái sản phẩm mà chị sẽ tặng vào cuối buổi livestream nhé. Phần cây dùng cứ thích. Ok, cảm ơn bạn Huyền Mập nhé. À, cảm ơn Lê Thị Thu, cảm ơn. Cảm ơn em. Ok, các bạn nhìn nhé, đây là phần cây của bên mình ạ. Khi mà mình xài xong phần cây thì các bạn biết là da mà rất là mềm mịn đấy, các bạn nhìn nhé. Và nếu như mà các bạn muốn mà da các bạn mềm hơn hoặc là da bạn đang khô ấy, thì bạn nên sử dụng cái xịt nước dưỡng cân bằng da này trước. Các bạn xịt trước, sau đó thì các bạn sử dụng phấn cây thì da mặt rất là mềm. Hoặc là các bạn sử dụng serum collagen, các bạn bôi một lớp serum collagen trước, sau đó thì bạn sử dụng phấn cây này thì nó sẽ rất là mềm nhé. Cả nhà ơi, chúng ta chia sẻ lại livestream nhé. Chúng ta chia sẻ livestream để có đông người vào xem hơn nhé. Thì Phượng sẽ làm mini game tặng quà nhé. Và nếu trên 100 người thì mình sẽ tặng quà, và hiện tại đang chỉ có 44 người thôi. Nguyễn Thanh Bình, da nhờn bị mụn. Bạn ơi, nếu như mà bạn bị mụn nặng á thì bạn cũng không nên xài phấn, bởi vì là nếu như bạn sử dụng phấn thường xuyên ấy mà bạn không tẩy trang sạch và bạn không vệ sinh da sạch sẽ ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà bít lỗ chân lông. Và khi mà bạn bị bít lỗ chân lông rồi thì lỗ chân lông của bạn nó không được thông thoáng ấy, nó giống như cái da mặt của bạn này, khi mà bị bít nó bị bít hết vào các cái vi khuẩn bụi bặm nó bám hết trên da của các bạn, mà bạn không được tẩy trang sạch sẽ thì nó sẽ bít tắc lỗ chân lông. Và chính vì lý do vậy mà sẽ sinh ra mụn nhiều hơn và dẫn đến là tình trạng mụn nặng hơn. Chính vì vậy nên nếu như mà bạn bị mụn nặng á thì bạn không nên xài phấn nhá. Bạn không nên dùng phấn. Còn da nhờn thì sử dụng thoải mái bạn nhá. Còn nếu như mà bạn bị ít mụn ý, thì bạn vẫn sử dụng bình thường. Còn nếu mà bạn bị nhiều mụn thì bạn không nên xài phấn. Và khi mà chúng ta sử dụng phấn thì các bạn nhớ là tẩy trang sạch sẽ và chúng ta vệ sinh da sạch sẽ. Và ngày nào bạn có thể xài phấn ok luôn. Và tối thiểu là một tuần thì các bạn phải tẩy da chết một lần. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta tẩy da chết thường xuyên ấy, thì da của chúng ta sẽ sáng hơn. Ngoài ra thì nó sẽ loại bỏ các cái lớp mà bụi bặm vi khuẩn nó tích tụ trên da của các bạn. Nó tạo thành một cái lớp da xỉn màu trên da các bạn. Khi mà bạn loại bỏ nó đi thì da mặt các bạn sẽ sáng hơn.
và chúng ta sử dụng phấn ấy thì nó sẽ ăn hơn, và khi mà bạn có sử dụng mỹ phẩm ấy thì da của bạn cũng sẽ thẩm thấu và hiệu quả cao hơn. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta nên sử dụng tẩy da chết thường xuyên. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ make up đậm để mình có thể test được luôn dầu tẩy trang cho các bạn nhé. Cả nhà ơi, hôm nay sao ít người xem thế ạ? Hôm nay chỉ có 35 người thôi. Chúng ta chia sẻ livestream và chúng ta tăng tên bạn bè của mình vào để cùng chơi mini game nhé cả nhà nhé. Cả nhà ơi, nếu mà trên 100 người thì Phượng sẽ mới tặng quà thôi, bởi vì là nếu như mà không trên 100 người thì mình sẽ không tặng quà đâu ạ. Bởi vì hôm nay thì hơi ít người đang xem. Và ngày hôm nay thì mình sẽ công bố luôn là bạn nào mà follow Facebook của mình thường xuyên, bạn nào tương tác thường xuyên nhất thì các bạn sẽ nhận được quà nhé. Hôm nay Phượng sẽ công bố luôn một bạn may mắn đã nhận được quà trong tuần này nhé. Hôm nay mình sẽ công bố một bạn may mắn nhận được quà. Vì vậy nếu như mà các bạn chăm follow Facebook của Phượng thường xuyên thì các bạn cũng sẽ nhận được quà nhé. Và mỗi một tuần thì Phượng sẽ chọn ra một bạn follow Facebook của mình thường xuyên nhất thì các bạn nhận được quà. Mỗi một tuần thì Phượng sẽ chọn ra một bạn follow Facebook của Phượng thường xuyên nhất, comment và chia sẻ nhiều nhất để các bạn nhận được quà. Ngoài ra thì một tuần thì Phượng làm ít nhất là từ 2 đến 3 livestream tặng quà cho các bạn. Và mỗi một buổi livestream thì đa phần là Phượng sẽ tặng quà từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu rưỡi. Và nếu như bạn nào mà follow Facebook của Phượng thường xuyên nhất thì các bạn sẽ may mắn nhận được quà nhá. Và tuần vừa rồi thì Phượng tặng quà là 1 triệu 7 cộng 19. Tuần vừa rồi là Phượng tặng quà là 2 triệu 8. Cái buổi vừa rồi á là Phượng tặng quà là 2 triệu 8. Và nếu như các bạn follow Facebook của Phượng thường xuyên thì bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được quà tặng nhé. Bình thường là Phượng trang điểm á thì Phượng chỉ cần sử dụng một lớp nền hoặc là một lớp phấn thôi, là không bao giờ là Phượng dặm quá nhiều phấn, bởi vì là nếu mà mình dặm nhiều phấn quá thì mặt của mình nó sẽ bị trắng quá, hoặc là da của mình nó sẽ bị lộ phấn á. Vì vậy nên là mình thiên về cái kiểu là make up nhẹ nhàng, tức là phấn mình không cần nhiều nhưng mà mình sẽ chú trọng về việc mà đánh lông mày hoặc là kẻ mắt thì mình sẽ chú trọng hơn. Còn đây là phấn thì mình sẽ không dặm nhiều đâu ạ. Nguyễn Phương ơi, đúng rồi, chia sẻ ở trên trang cá nhân và chia sẻ trên các nhóm nhá, Nguyễn Phương nhá. Em chia sẻ bài của bố nhiệt tình quá nên Facebook nó ghét, nó khóa chức năng. Nó khóa chức năng của em. Cả nhà ơi, chúng ta chia sẻ đi ạ. Hiện tại thì mới có 39 người vào xem thôi, nên là hơi ít một tí, nên là trên 100 người thì Phượng mới làm livestream tặng quà thôi nhá. Còn hiện tại thì nếu mà dưới 100 người thì Phượng sẽ không làm livestream tặng quà đâu ạ. Mình sẽ không tặng quà cho các bạn nữa. Ok không ạ? Chúng ta nên là chúng ta tăng tên bạn bè của mình vào. Chúng ta hãy tăng tên bạn bè của mình vào để cái lượt xem nó đông hơn đi ạ. Chúng ta hãy tăng tên bạn bè của mình vào, chúng ta tăng tên vào để lượt xem đông hơn để Phượng làm tặng quà cho các bạn nhé.
Cả nhà ơi, chúng ta tăng tên bạn bè của mình vào đi ạ. Chúng ta tăng tên vào để tăng lượt xem lên nhé, cả nhà nhé. Bây giờ mình sẽ kẻ mắt nhé, các bạn nhé. Khi mà mình kẻ mắt sau đó thì mình sẽ test dầu tẩy trang. Đây các bạn nhìn nhé, đây là... Hello Loan, chào em. Chúng ta hãy tăng tên bạn bè của mình vào nhé. Đây các bạn biết là các bạn nhìn nó mắt đậm hơn chưa ạ? Đây. Ok nhá, bây giờ là gắn mi giả. Phượng sẽ make rất là đậm để làm sao thứ nhất là mắt này, cái mắt này, mascara này. Sau đó thì mình sẽ test dầu tẩy trang này, các bạn biết được là cái dầu tẩy trang của bên mình cái độ mà đi các cái vết trang điểm make up như thế này thì cái độ đi sẽ như thế nào nhá, thì các bạn biết rồi. Hôm nay chủ nhật cả nhà đi chơi hết rồi thì phải. Hôm nay chủ nhật cả nhà đi chơi hết rồi phải. Thì nên là Phượng thấy rất ít người đang xem livestream. Hiện tại thì mới chỉ có 28 người xem livestream thôi. Các bạn ơi, ít quá các bạn ạ. Chúng ta chia sẻ livestream này nhiều hơn đi ạ. Chúng ta chia sẻ livestream nhiều hơn để bạn bè của mình vào xem nhá. Nếu mà trên 100 người thì mình sẽ làm mini game tặng quà. Mình sẽ tặng quà cho các bạn. Mà nếu mà dưới 100 người thì mình chỉ test dầu tẩy trang thôi. Cả nhà ơi, chúng ta chia sẻ đi ạ. Chúng ta chia sẻ đi. Chúng ta chia sẻ và tăng tên bạn bè vào. Mỗi người tăng 5 người, 10 người bạn của mình vào để cùng xem livestream nhé. Và nếu trên 100 người thì mình sẽ tặng quà cho các bạn. Và nếu mà dưới 100 người thì mình chỉ test dầu tẩy trang thôi. Cả nhà ạ. Nếu mà dưới 100 người thì mình chỉ test dầu tẩy trang thôi. Đây là đang gắn mi giả đấy ạ.
Hình như hôm nay là chủ đề hình như là không được hot lắm nên là các bạn rất là ít xem livestream. Cả nhà ơi, chúng ta chia sẻ livestream đi, chúng ta chia sẻ livestream để có đông người vào xem nhá. Và nếu như trên 100 người thì Phượng sẽ tặng quà cho các bạn. Và nếu mà dưới 100 người thì Phượng chỉ test dầu tẩy trang thôi. Và ngày hôm nay thì Phượng đã chuẩn bị rất là rất nhiều các loại dầu tẩy trang khác nhau và kem tẩy trang luôn để cho các bạn biết được là cái chất lượng sản phẩm dầu tẩy trang Philios của bên mình như thế nào nhé. Và hiện tại thì Phượng đang make rất là đậm. Thứ nhất là mắt này, lông mày này, cái mắt này, son môi. Và chút xíu nữa thì mình sẽ tẩy hết tất cả các lớp phấn này ở trên khuôn mặt mình bằng hai loại dầu tẩy trang khác nhau và loại kem tẩy trang nữa để các bạn biết được là cái độ đi của phấn và cái độ đi của các cái vết make up này trên mặt của mình như thế nào nhé. Vì vậy nên là chúng ta hãy chia sẻ livestream này nhiều hơn để có đông người vào xem đi ạ. Dán bên trái thì nó không được thuận tay nên là hơi 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 lệch. Không sao. Ok, dán bên trái thì nó. Ê, Phượng trải mascara nhé. Phượng trải mascara cho các bạn. Em chào anh Vinh. Em chào anh Nguyễn Văn Vinh nhá. Đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhá, mình make rất là đậm. Ok. Bây giờ đánh son. Các bạn chú ý là khi mà mình sử dụng BB cushion hay là BB stick ấy thì các bạn chú ý là các bạn đừng nên đánh phấn má bằng phấn bột. Bởi vì khi mà các bạn đánh má hồng bằng bột á thì nó sẽ rất là hay trôi. Và cái cách mà Phượng hay đánh nhất đó là Phượng dùng son. Đây các bạn nhìn nhé. Nếu như mà các bạn thích má hồng nhạt nhạt thôi thì các bạn có thể sử dụng màu hồng đất, màu hồng nu nhé. Còn Phượng thì hay đánh màu đỏ cam, tức là má Phượng thích má nó hồng hồng một chút. Các bạn hãy dùng son đánh má hồng và các bạn đừng không nên sử dụng phấn bột nhé, bởi vì khi mà chúng ta đánh phấn má hồng bằng phấn bột á thì nó sẽ rất là nhanh bay. Nó không bám được trên mặt đâu ạ. Nên là chúng ta mà đánh má hồng bằng son môi này thì các bạn hoàn toàn yên tâm là không ở bay.
các bạn nhớ là chúng ta mà sử dụng BB cushion hay BB stick ấy, thì khi mà các bạn đánh má hồng thì các bạn hãy dùng son nhé. Các bạn hãy dùng son đánh trên má thì thứ nhất là về cái độ bám ấy thì nó rất là bám. Cái thứ hai là mặt của các bạn sẽ rất là thật. Mà nếu mà là các bạn đánh má hồng, các bạn sử dụng BB stick hay là BB cushion mà các bạn sử dụng phần má hồng và phần bột ấy thì nó sẽ rất là nhanh bay, nó sẽ không bám được vào mặt đâu ạ. Bây giờ mình sẽ đánh lại bằng son nhá. Mình đánh son thật là đậm rồi tí nữa mình sẽ test cho các bạn. Đây các bạn nhìn ạ, chỉ cần vài bước đơn giản. Nếu như các bạn không cần chú trọng về về mắt á, thì các bạn chỉ cần hai sản phẩm này thôi, BB stick và son, thì các bạn có được một khuôn mặt rất là đẹp, rất là xinh, rất là baby. Thì các bạn thấy là đây là một cái bước mà Phượng trang điểm rất là nhẹ. Trang điểm rất là nhẹ. Và bây giờ là mình sẽ test luôn cho các bạn biết là mình sẽ test luôn là dầu tẩy trang nhá. Chờ chúng ta đông đông thì bắt đầu là Phượng test dầu tẩy trang trên mặt. Và hiện giờ bây giờ thì Phượng sẽ test dầu tẩy trang trên tay. Các bạn nhìn son nhé. Các bạn nhìn son của bên mình đẹp không ạ? Đây là màu đỏ cam này. Đây là màu đỏ cam này các bạn nhé. Đây là màu đỏ cam. Màu này rất là đẹp và tươi. Màu lên rất là thật này. Đây là màu đỏ cam bên mình nào. Và đây là son. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn biết là cái dầu tẩy trang của bên mình như thế nào nhá. Đây các bạn, để gần gần một tí. Ok. Đây là một loại dầu tẩy trang. Đây là một loại dầu tẩy trang mà Phượng hay sử dụng, đó là Laneige. Và trước khi là Phượng sử dụng cái dầu tẩy trang của Fidius thì Phượng đang sử dụng Laneige. Bởi vì sao? Bởi vì là dầu tẩy trang của Fidius thì chỉ là mới ra cách đây khoảng 2 tháng mà thôi. Còn đâu là trước đó thì Phượng vẫn sử dụng dầu tẩy trang của Laneige. Đây là một trong những dòng sản phẩm của Hàn Quốc mà Phượng rất là thích, mà bản thân Phượng cũng hay sử dụng. Bởi vì sao? Từ dưỡng của Laneige cho đến các sản phẩm của Laneige thì Phượng đều sử dụng ủ môi này, dưỡng này, nước hoa hồng này, và kem dưỡng ẩm thì Phượng đều sử dụng của Laneige hết. Và ngày hôm nay trước khi mà dầu tẩy trang của Fidius được ra đời thì Phượng vẫn sử dụng cái dầu tẩy trang của Laneige. Ngày hôm nay thì Phượng sẽ thử luôn cái dầu tẩy trang Laneige trên cái son này cho các bạn biết là cái độ và cái độ đi của son như thế nào nhá. Và đây là một sản phẩm mà Phượng hay sử dụng. Đây các bạn nhìn nhé. Đây là Phượng vẫn còn. Tức là khi mà Phượng mua những cái set chai to ấy thì Phượng sẽ được tặng những cái set mini như thế này. Đây, và hiện tại thì vẫn đang còn. Và đây là cái sản phẩm mà Phượng hay sử dụng nhé. Và hiện tại thì trong tủ vẫn còn rất là nhiều bộ kit nhỏ. Tức là bộ kit mà Phượng mua tại showroom và họ được tặng kèm á, mặt nạ này, bộ kit tặng, còn được tặng rất là nhiều mặt nạ con á. Thì đây là một trong những cái bộ kit của nó mà Phượng được tặng. Thì các bạn biết là được cái độ đi của dầu tẩy trang như nào nhé. Đây các bạn ơi, đây là Laneige các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhá, đây là của Laneige và cái dầu này cũng là dầu tẩy trang này. Opioid này, đây là dầu. Ok nhá. Bây giờ bông này, son. Mình sẽ thử luôn cho các bạn thấy này. Ba lần luôn ạ. Ok. Ok nhé. Các bạn nhìn này. Đây chỉ là vết son thôi mà bạn lau còn như thế này. Tức là Phượng phải trà rất là lâu. Đây các bạn nhìn này. Mà nó vẫn chỉ được như thế này thôi. Tức là nó chỉ được tương đối thôi. Nó không thể là nó sạch hết được. Đúng không ạ? Này. Ok. Bây giờ mình sẽ thử luôn son. Cũng một vết son như vậy. Nhưng mình sẽ thử bằng dầu tẩy trang của bên mình nhá. Để cả nhà biết nhé.
Đây nhá, vết đậm như vậy đúng không ạ? Cả nhà ơi, các bạn nhìn nhá. Vết đây này. Dầu này, các bạn nhìn này, dầu khi mà đánh lên trên son này nó vẫn còn bóng son nhá. Đây là dầu dầu tẩy trang nhá, dầu tẩy trang của Laneige, và mình đang sử dụng trước khi là mình sử dụng cái dầu tẩy trang của Philios thì mình đã sử dụng cái dầu tẩy trang của Laneige. Đây các bạn biết tay vẫn còn bóng đấy, các bạn biết đây là dầu tẩy trang luôn nhá. Và đây là son này, khi mà mình bôi một lớp son nữa thì các bạn nhìn thấy trên son vẫn còn cái lớp bóng dầu. Ok. Và đây là một sản phẩm dầu tẩy trang của Laneige. Và trước khi có cái dòng sản phẩm của Philios thì Phượng đang sử dụng cái dầu tẩy trang của Laneige là ở trong các cái set mini như này. Và Phượng đã được tặng. Và ngoài ra thì Phượng còn tặng rất là nhiều cái bộ kit của Laneige. Khi mà mình sử dụng quá nhiều cái sản phẩm của Laneige nên mình được tặng. Ngoài ra thì còn mặt nạ ủ môi của Laneige luôn. Để các bạn nhìn son nhá. Bây giờ mình sẽ thử luôn ạ. Để các bạn biết là cái độ mà đi của dầu tẩy trang bên mình như thế nào nhá. Bông hai mặt, ok. Dầu tẩy trang của Philios đây ạ. Các bạn nhìn nhá, các bạn chú ý này, các bạn thấy thế nào ạ? Các bạn thấy khác không? Cả nhà ơi, các bạn thấy khác không ạ? Các bạn thấy khác chưa ạ? Đây. Các bạn thấy khác chưa? Các bạn thấy khác không ạ? Đây là cái dầu tẩy trang của Laneige. Khi mà mình lau bằng cái dầu tẩy trang này thì vết son ở trên tay mình vẫn còn, không thể nào hết được. Nhưng mà mình sử dụng cái dầu tẩy trang của bên mình thì cái vết son này đi sạch. Và các bạn biết là cái vết mà khó ra nhất đó là đó chính là cái mascara và cái vết kẻ mi này. Lát nữa mình sẽ thử luôn trên khuôn mặt của mình luôn để các bạn biết được là cái mức độ đi của dầu, hai loại dầu tẩy trang nó khác hẳn nhau như thế nào. Và đa phần khi mà các bạn tẩy trang trên khuôn mặt của các bạn ấy thì cái vết mà khó đi nhất thứ nhất là mascara này, kẻ mắt này, và cái hai là son môi. Thì khi mà các bạn tẩy trang xong á thì cái son môi của bạn không hề sạch và cái môi của bạn nó cứ hồng hồng á. Thì khi mà bạn tẩy trang không sạch thì nó sẽ tạo một cái da chết trên môi rất là dày. Và nếu như ngày hôm nay ngày nào bạn cũng đánh son như vậy mà bạn tẩy trang nó không được sạch ấy thì mỗi một ngày nó sẽ tích tụ một chút, nó tạo thành một cái lớp da chết trên môi của bạn mà bạn đánh son nó không ăn nữa. Và ngoài ra thì mùa đông thì các bạn hay bị bong tróc môi. Và các bạn nhìn này, tẩy trang của Philios sạch hoàn toàn luôn. Nhé các bạn nhé, tẩy trang của Philios sạch hoàn toàn luôn. Đây là chính là cái lý do vì sao mà bắt đầu ra dầu tẩy trang của Philios và Phượng đã không sử dụng cái dầu tẩy trang của Laneige nữa. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ thử cho các bạn bằng cái mascara. Ok, mascara nhé. Em chào anh Huy. Em chào anh Huy ạ. Mình cũng dùng thử mấy loại dầu tẩy trang, nhưng dầu tẩy trang bên mình là thích nhất luôn. Cảm ơn chị Minh Phạm. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta tăng tên bạn bè của mình vào để được tặng quà nhé. Và nếu như trên 100 người thì Phượng sẽ làm tặng quà cho các bạn. Và nếu dưới 100 người thì Phượng sẽ chỉ test dầu tẩy trang thôi. Cả nhà ơi, các bạn nghe gì không ạ? Cặp tóc lên không tí nữa, dầu tẩy trang nó dính ra tóc thì nó rất là bết. Đào Quỳnh Hương, chị ơi, bé con nhà em đã được 17 tháng rồi chị ạ. Bé con nhà em được 17 tháng rồi. Ok nhá. Tay sạch rồi này. Ok. Nào, đi làm nhá. Đây là thử son trên mặt đi. Rồi chúng ta test nhá. Chúng ta test hai loại dầu tẩy trang cho nó công tâm. Test trên mặt này dầu tẩy trang công tâm.
Cả nhà ơi, chúng ta chia sẻ livestream đi, chúng ta chia sẻ livestream này để có đông người vào xem mini game thì chúng ta sẽ làm chúng sẽ có đông người vào xem livestream thì Phượng sẽ tặng cho quà cho các bạn nhiều hơn nhá. Và nếu như dưới 100 người thì Phượng chỉ làm livestream test dầu tẩy trang thôi. Và chính vì vậy nên là các bạn hãy chia sẻ livestream này được nhiều hơn. Các bạn hãy tag tên 5 người bạn bè của mình vào để cùng may mắn nhận mini game của Phượng nhá. Để cùng may mắn nhận quà từ Phượng tới chương trình mini game này. Và các bạn nhớ là mỗi một tuần ý, thì Phượng sẽ chọn ra một bạn tương tác nhiều nhất, follow nhiều nhất, comment và chia sẻ nhiều nhất thì Phượng sẽ dành tặng quà cho các bạn. Có thể là thẻ cào trị giá 2 đến 300 nghìn hoặc là sản phẩm có giá trị lên tới 1 triệu đồng. Và nếu như bạn nào tương tác Facebook của Phượng nhiều nhất, comment nhiều nhất, chia sẻ nhiều nhất thì hàng tuần thì các bạn sẽ được quà. Các bạn nhớ, mỗi một tuần thì Phượng sẽ chọn ra một đến hai bạn mà thôi. Chính vì vậy nếu như ngày hôm nay bạn tương tác Facebook của Phượng nhiều nhất, bạn comment nhiều nhất, bạn chia sẻ nhiều nhất thì bạn sẽ có cơ hội nhận được quà. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn comment ý, thì Phượng sẽ không chấp nhận comment bằng icon. Tức là Phượng sẽ chấp nhận các bạn chỉ comment bằng chữ thôi ạ. Mà nếu như các bạn comment bằng icon thì sẽ không được chấp nhận. Và nếu như ngày hôm nay mà Và nếu như ngày hôm nay bạn tương tác Facebook của Phượng nhiều nhất thì hàng tuần thì Phượng sẽ có từ 2 đến 3 livestream mini game tặng quà cho các bạn. Và nếu như các bạn tương tác nhiều, follow nhiều thì đương nhiên là các bạn sẽ trở thành người may mắn nhận được quà từ Phượng thôi. Có thể sẽ là sản phẩm của đình đám của Philios và Mother Enke các bạn nhé. Ok, chúng ta test nhé, chúng ta test luôn ạ. Chúng ta lau son, biết son như này bằng hai loại dầu tẩy trang khác nhau. Và sau đó thì chúng ta sẽ test bằng mascara. Cái mascara là cái mà rất là khó trôi, rất là lâu trôi được các bạn. Dầu tẩy trang rất là mềm, rất là thích. Dầu tẩy trang này, test son sạch luôn. Ok, bây giờ chúng ta test bên này trước. Bên này bằng dầu tẩy trang lên lây. Cái dầu tẩy trang Lenlay, đây là một trong những dầu tẩy trang rất là đắt. Cái dòng sản phẩm của Lenlay rất là đắt. Và các bạn biết là nếu như các bạn ra showroom Lenlay tại trên Vincom thì các bạn biết là một chai dầu tẩy trang của Lenlay có giá là hơn 3 triệu đồng. Một chai dầu tẩy trang của Lenlay. Và các bạn biết là cái dầu tẩy trang trước khi có dầu tẩy trang của Philios thì Phượng đã sử dụng dầu tẩy trang của Lenlay cách đây rất là nhiều năm. Và từ sau khi có dầu tẩy trang của Philios là Phượng hoàn toàn bỏ những cái chai dầu tẩy trang như này. Và một chai dầu tẩy trang mà 50ml của Lenlay có giá là hơn 3 triệu nhé. Các bạn có thể ra showroom tại Vincom và các bạn mua, các bạn biết vào trong hãng Lenlay để các bạn mua ấy, thì một chai dầu tẩy trang Lenlay là hơn 3 triệu. Mà trong khi đó là nãy thì Phượng đã test cho các bạn biết vết son ở trên tay á, mà dầu tẩy trang này đi còn không sạch là các bạn biết rồi. Là các bạn biết là dầu tẩy trang này nó rất là đắt. Mà ngoài ra thì ngoài cái việc đắt ra thì nó còn không đánh sạch được các cái vết make up trên khuôn mặt của các bạn. Và đây là chính là lý do vì sao mà khi mà bắt đầu có dầu tẩy trang của Philios thì Phượng đã bỏ hẳn các cái loại dầu tẩy trang này. Philios thì chỉ có giá là 235 nghìn mà thôi. Đây các bạn nhìn nhá. Hôm nay hơi ít bạn nhé. Quay quay hẳn bông luôn đi các bạn nhìn nhé. Phượng quay hẳn bông các chỗ khác nhau chứ không phải là riêng một chỗ các bạn nhìn nhé. Đây bông này, quay hẳn bông luôn nhé. Bạn nhìn này. Quay sang cái chỗ này luôn nhé. Các bạn nhìn này. Tức là nó chỉ được tương đối không sạch. Các bạn nhìn nhé, cái vết son ở trên mặt của mình vẫn còn này. Các bạn nhìn này, mà trong khi đó bông đã thế này rồi. Cả nhà đi đúng không ạ? Và bây giờ thì Phượng sẽ thử luôn cái dầu tẩy trang của Philios trên khuôn mặt bên này. Các bạn nhìn nhé. Đây là dầu tẩy trang của Lenlay mà Phượng đã sử dụng này. Đây nhá, bông này, các bạn nhìn nhá. Ok, bây giờ là dầu tẩy trang của Philios. Ok nhá. Các bạn nhìn này.
Đây các bạn nhìn nhá, dầu tẩy trang của Fidus sạch hoàn toàn 100%. Nhưng dầu tẩy trang của Lenle các bạn nhìn này, vết son vẫn còn, khuôn mặt vẫn rất là hồng. Đây. Đây chỉ là vết son thôi nhá. Và tí nữa thì Phượng sẽ thử mascara cho các bạn biết là cái độ đi như là mascara là cái sản phẩm khó trôi nhất và là khó đánh sạch nhất. Và khi mà các bạn mascara ở trên cái khuôn mặt trang điểm makeup như này, các bạn tí các bạn giật mi xong các bạn lau thì các bạn sẽ biết được là cái dầu tẩy trang của bên nào hơn. Ok nhá. Xong mà mình đã xong cái bước mà son môi thì các bạn biết là dầu tẩy trang của Fidus nó sẽ đánh bạch, đánh sạch được tất cả các vết son của bạn, cho dù là môi hay là mặt hay là mắt. Bây giờ sẽ test bằng mascara. Ok, mascara đây các bạn nhé. Bôi đậm đậm xíu. Tương đương như nhau chứ nhỉ? Ok. Đây là mascara nhé các bạn nhé. Mascara thì sẽ là đánh khó trôi nhất. Các bạn nhìn này. Ok nhé, mascara hai bên này. Bên này còn đậm hơn luôn. Bên này đậm hơn này. Bám lâu hơn này. Bám nhiều cái cục hơn. Bên này ít hơn nhé. Và chúng ta sẽ thử mascara này. Đầu tiên thì vẫn là tẩy trang lên lây. Cái này chắc phải dùng hai mặt thì mới đỡ được, chứ còn bởi vì là cái dầu tẩy trang này nó à cái mascara này nó khác so với cái mà son. Mong nhé. Đây là có dầu rồi này. Lên lây này. Đây các bạn nhìn này, vẫn còn. Ok nhá. Bây giờ là dầu tẩy trang của Fidus. Cái vết mascara này là một trong những cái mà các bạn khó lau nhất. Bởi vì là khi mà các bạn đánh trên mắt ấy, nó rất là khó. Bởi vì là trên mắt của các bạn nó còn phấn mắt, nó còn chì cái mắt. Vì vậy nên là khi mà các bạn trang điểm make up, các bạn tẩy trang ấy, nó rất là khó. Và đa phần là các bạn tẩy trang, khi mà các bạn trang điểm đậm thì các bạn biết là các bạn phải tẩy trang rất là nhiều lần, 2 đến 3 lần thì nó mới sạch được. Và riêng cái dầu tẩy trang của Fidus thì hoàn toàn khác. Riêng dầu tẩy trang của Fidus bạn chỉ cần một lần thôi là bạn đã sạch bay rồi. Bạn nhìn thấy không ạ? Hai lần quét như này đã sạch rồi. Các bạn nhìn. Trong khi đó là cái dầu tẩy trang của Lenle là các bạn biết là này. Vừa phải sử dụng hai mặt, mà trong khi đó là sử dụng dầu tẩy trang của Fidus thì chỉ cần quét hai lần là các bạn đã sạch được cái mascara này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là cái dầu tẩy trang của Fidus bên mình, nó khác hẳn với dầu tẩy trang của Lenle nhá. Ok, và bây giờ thì Phượng sẽ make luôn. Đây, sử dụng luôn cái bông này để lau lốt bên này. Ok. Vì thế nên là nhà mình cho dù là các bạn make up đậm như thế nào thì các bạn hoàn toàn yên tâm là các bạn sử dụng dầu tẩy trang của Fidus nhá.
Các bạn hoàn toàn yên tâm là bởi vì Phượng cam kết với các bạn, thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là về cái độ mà sạch được cái tất cả các cái vết bẩn và các cái độ bụi bặm trên khuôn mặt các bạn, cho dù là các bạn make up đậm như thế nào đi chăng nữa thì các bạn chỉ cần sử dụng dầu tẩy trang của Fidus thôi thì nó sẽ đánh sạch hoàn toàn tất cả các cái vết mà các bạn trang điểm trên khuôn mặt của các bạn. Cho dù là son này, cho dù là mascara, hay là cho dù là phấn mắt, hay cho dù là kẻ mắt, thì nó hoàn toàn đánh sạch được tất cả các vi khuẩn trên mặt của các bạn. Và đây là một trong những dòng sản phẩm dầu tẩy trang mà các bạn có thể sử dụng hàng ngày. Bởi vì ngoài công dụng mà tẩy trang ra thì cái sản phẩm dầu tẩy trang của bên mình ấy, nó còn có rất nhiều chức năng. Một là nó còn dưỡng trắng, hai nó còn se khít lỗ chân lông, và ba nó còn cấp ẩm cho da các bạn. Khi mà các bạn sử dụng dầu tẩy trang xong, da mặt của các bạn rất là mềm và mịn. Và nếu như bạn không tin ấy, thì bạn có thể sử dụng dầu tẩy trang mà các bạn sờ vào mặt luôn, da mặt rất là mềm và mịn. Bởi vì là sao? Bởi vì cái dầu tẩy trang của bên Phượng á, cái dầu tẩy trang của Fidus ấy, nó có thêm cả thành phần dầu hướng dương, dầu hạt nho và các loại vitamin E. Ngoài ra thì còn có rất nhiều vitamin nữa để làm sao cấp ẩm được cho da của các bạn, ngày da có dưỡng trắng da của các bạn, rồi se khít lỗ chân lông nữa. Chính vì vậy đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho các bạn. Ngoài cái thành các cái thành phần đó ra thì cái dầu tẩy trang này nó còn có công dụng mà đánh sạch được tất cả các cái lớp vi khuẩn bụi bặm tích tụ trên da của các bạn, cho dù là các bạn make up đậm như thế nào chăng nữa thì nó cũng có thể đánh sạch bay luôn. Bây giờ thì có hai bên mắt, mình sẽ tẩy trang hai bên. Ok. Ok, mình sẽ tẩy trang hai bên nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tẩy bằng dầu tẩy trang của Lele trước này. Cái dầu tẩy trang này các ở bên ngoài là các bạn cứ phải di và các bạn phải miết rất là nhiều thì nó mới ra sạch được hết các cái vết mascara này. Đây các bạn nhìn nó vẫn còn này. Nhá. Này. Này, nếu mà các bạn lấy tay giật tiếp thì mascara nó vẫn ra này. Chứng tỏ là nó vẫn không sạch đúng không ạ? Đây các bạn nhìn. Ok, mà trong khi đó là phải miết rất là mạnh. Này. Bây giờ chúng ta sẽ thử bằng dầu tẩy trang của Fidus nhé. Các bạn để ý này, rất là nhẹ nhàng, không phải di mạnh gì cả. Các bạn nhìn thấy không ạ? Khác hẳn nhau. Và đây là dầu tẩy trang của Fidus. Cái dầu tẩy trang bên ngoài khi mà các bạn tẩy trang á, các bạn phải di rất là mạnh, các bạn phải day thì nó mới ra được hết tất cả cái mascara mà nó dính ở trên mi của các bạn ấy. Và nếu như là bạn sử dụng dầu tẩy trang của Fidus thôi thì bạn chỉ cần sử dụng một lần là các bạn có thể đánh bay được. Đây vừa xong môi nhá, cũng một cái bông này luôn.
cùng một cái bông nhá, cùng một cái bông mà nãy mà Phượng tẩy trang ở trên mí mắt luôn đấy. Các bạn nhìn này, thì táp ừ chị phun mì trên em ạ, chị phun mì trên nhá, chị phun mì trên mà chị cũng có kẻ chì rồi, nãy chị có trang điểm là chị có kẻ chì nhá. Ừ. Môi chị cũng có phun. Các bạn thấy không ạ? Chỉ cần một cái bông là bạn tận dụng được cả khuôn mặt luôn. Một cái bông tận dụng. Chị phun ở đâu mà đẹp thế? À, lát nữa chút xíu nữa mà em cần địa chỉ mà phun á thì em inbox cho chị nhá, chị gửi cho em cái địa chỉ mà chị phun môi cả phun mí, chị làm cả lông mày đấy, chị sẽ gửi cho em nhá. Ok. À, để các bạn biết được cái dầu của tẩy trang của bên mình như thế nào thì qua cái live stream vừa rồi thì các bạn nào chưa tin thì các bạn có thể xem lại nhá. Thứ nhất là Phượng test son á, rồi Phượng làm make up để Phượng lau tất cả các cái vết bẩn này trên khuôn mặt của mình á. Và Phượng thử hai loại dầu tẩy trang khác nhau, đó là dầu tẩy trang của Lenlay và dầu tẩy trang của Phidias, để các bạn biết được là cái chất lượng dầu tẩy trang. Đây tay này các bạn nhìn này, tay lúc nãy tẩy rất là mềm. Lông mày á, lông mày chị thấy vừa, bởi vì lông mày của chị thì nó hợp với mặt của chị em ạ, nên là chị thấy nó bình thường. Còn có thể là ví dụ như mặt của em nó baby hơn hay mặt của em nó đẹp hơn thì có thể em làm lông mày bé hơn, bởi vì mặt của chị nó hơi tròn ấy. Thế nên là chị làm lông mày như thế này. Ok, bây giờ thì chúng ta em dùng đấy nha. Ok, dầu tẩy trang của bên mình có giá là 235.000 nhá, cả nhà nhá. Bây giờ đoán là cái gì ta? Chị theo tán bột. Ừ, chị theo tán bột em ạ. Ngày trước là chị điêu khắc, sau đó thì chị đi sửa lại là chị phun. Chị phun tán bột chứ không phải là theo, chị phun. Chị phun tán bột. Và ngày bây giờ chúng ta sẽ đoán tờ tiền này nhá. Và nếu như bạn nào mà đoán đúng hai số series cuối cùng của tờ tiền này thì các bạn sẽ nhận được đó là một chai dầu tẩy trang của Phidias trị giá là 235.000 nhá. Nếu như bạn nào đoán đúng comment đúng hai số cuối cùng của tờ tiền này thì các bạn sẽ nhận được đó là một chai dầu tẩy trang của Phidias trị giá là 235.000. Các bạn hãy comment hai số cuối cùng của tờ tiền nhá. Bạn nào đoán đúng và nhanh nhất thì sẽ nhận được một chai dầu tẩy trang trị giá 235.000. Cả nhà comment đi ạ. Mình sẽ theo dõi bạn nào trả lời đúng trước thì sẽ nhận được quà nhé. Ok, xong rồi. Không đoán nữa, thôi stop stop stop. Chúc mừng Cúc nhé. Cúc ơi, thôi 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 em. Em nói đúng rồi. Tờ tiền của chúng ta có series đó là 13. Và các bạn đoán rất là nhanh, mới chỉ có mấy câu mà các bạn đã đoán đúng rồi. Tờ tiền của chúng ta có series là 13 này, cả nhà ơi. Series là 13 nhá. Chúc mừng Cúc nhá. Phạm Thị Cúc em nhận được một chai dầu tẩy trang trị giá 235.000. Chúng ta chơi lượt 2 nhá. Cúc ơi, thôi thôi, em stop rồi. Stop rồi nhá. Stop stop stop.
Các bạn ơi, các bạn comment là mình sẽ dành tặng hả? Ok. Ok, đoán đúng rồi mà. Cô ơi đoán đúng rồi nhá. Ok, bây giờ các bạn hãy comment luôn là lý do vì sao bây giờ mình sẽ dành tặng cho các bạn đó là một chai dầu tẩy trang nữa. Trị giá là 235.000. Harry vui tính. Harry vui tính ơi, ở phía trên là đã có 13 rồi, mới chỉ comment có mấy số thôi mà đã 13 từ lâu rồi. Thơ Giang ơi, em lướt lên trên mà xem. Cúc đã đoán đúng trước, bởi vì là khi mà chị đã báo thì các bạn chỉ comment mới có mấy số thôi thì Cúc đã đoán 13 rồi. Bây giờ các bạn hãy comment, các bạn hãy comment là lý do vì sao các bạn mong muốn nhận được quà đó là một chai dầu tẩy trang, thì Phượng chỉ dành cho duy nhất một bạn có comment hay nhất, ấn tượng nhất và làm đầy đủ các bước nhất. Ví dụ thứ nhất là các bạn chia sẻ ít nhất 3 lần trên trang cá nhân. Thứ hai là các bạn phải chia sẻ ít nhất trên 30 nhóm. Thứ ba là các bạn phải tag tên 5 người bạn của bạn vào để cùng xem livestream này. Và thứ tư là các bạn hãy ấn follow xem trước ở Facebook của Phượng. Thì Phượng sẽ dành tặng cho Văn Tuấn. Có thấy em nhé, chị có thấy em. Chị sẽ dành tặng cho các bạn đó là một chai dầu tẩy trang trị giá 235.000 và chỉ dành tặng cho một bạn duy nhất có comment hay nhất, đặc biệt nhất và ấn tượng nhất. Dành tặng duy nhất cho một bạn mà thôi. Các bạn hãy comment là lý do vì sao các bạn mong muốn được nhận chai dầu tẩy trang này. Các bạn hãy comment dưới cái livestream này nhá. Và cả nhà lưu ý là sau khi cái livestream này kết thúc ấy thì chị sẽ có đăng một cái bài nữa để tặng dầu tẩy trang, và các bạn hãy comment địa chỉ và các cái lượt chia sẻ của bạn trên cái comment đó. Ok không ạ? Thì khi mà chị lướt chị lướt cái livestream này thì chị đỡ phải kích vào cái phần mà mọi người comment ấy thì nó rất là lâu. Chính vì vậy khi mà livestream này kết thúc thì chị sẽ đăng một cái ảnh nữa về một cái bài để bạn nào trúng thưởng sẽ comment địa chỉ, họ tên và số điện thoại vào đó. Sau đó thì các bạn comment luôn là hình ảnh các bạn chia sẻ này, và những cái gì mà các bạn chia sẻ thì các bạn hãy comment luôn trên đó nhá. Ok. Và bây giờ thì các bạn hãy comment luôn là lý do vì sao các bạn mong muốn được nhận là một chai dầu tẩy trang của Phượng. Và các bạn nhớ là các bạn phải làm đầy đủ các bước nhá. Và Phượng không châm trước cho bất kỳ ai. Nếu như các bạn chỉ cần làm thiếu một bước thôi thì các bạn sẽ không nhận được quà đâu ạ. Ok, bây giờ chúng ta đoán thêm một tờ tiền nữa. Và để chờ là bạn nào có cái comment hay nhất, ấn tượng nhất thì chúng ta sẽ chọn nhá, ok nhá. Cả nhà ơi, chúng ta đoán thêm một lần nữa nhé. Chúng ta chỉ chơi một lần nữa và các bạn hãy comment luôn là lý do vì sao các bạn mong muốn nhận được là một chai dầu tẩy trang của Phượng. Trị giá 235.000 và các bạn nhớ là các bạn phải làm đúng và đầy đủ các bước nhất. Và cái tờ tiền này, thứ hai này của chúng ta là đoán hai số cuối cùng của tờ tiền thứ hai, từ bắt đầu từ em Khánh Bình nhé. Bắt đầu từ em Khánh Bình, mong nhận được quà là chai dầu tẩy trang vì thứ nhất là sự thần thánh của em ý ạ. Quá tuyệt vời, chính là tuyệt vời. Mọi thứ sạch ngay chỉ sau một lần lau. Đặc biệt dầu tẩy trang còn có rất nhiều tác dụng khác nữa mà các loại dầu tẩy trang khác trên thị trường không có. Triệu like. Ok, bắt đầu từ em Khánh Bình nhá. Lần 2 này bắt đầu từ em Khánh Bình. Ok, bây giờ chúng ta đoán đi nhá. Comment hai số cuối cùng của tờ tiền. Và các bạn hãy nhớ là các bạn hãy comment luôn là lý do vì sao các bạn mong muốn được nhận một chai dầu tẩy trang free từ Phượng nhé. Chúng ta đoán đi ạ. Theo dõi luôn là bạn nào đoán đúng để nhận quà luôn ạ. Để đỡ bị trôi nhé. Và comment đi ạ. 5402, 5245, 03 chưa đúng. 03 chưa đúng. 66 chưa đúng. 99 chưa đúng. Hai năm chưa đúng, chín năm chưa đúng. Tẩy trang bên mình trên tuyệt vời. Em thì lại rất hay đánh phấn để che khuyết điểm, vết thâm ạ. Nên chỉ cần tặng tẩy trang, bốt tặng em nha. 89 chưa đúng, 42, 45 chưa đúng. Em rất thích tẩy trang của Fierce, dùng xong da rất là mềm, không bị khô, mùi rất là thơm. Make up mà không tẩy trang thì da mặt nổi mụn và dần sùi lắm. Nên em rất thích, rất muốn được tặng dầu, rất muốn dùng dầu tẩy trang bên mình. Ok, cảm ơn em, cảm ơn Cúc nhé. 20, 40, 44, 30, 32, 22 chưa đúng. Hai mốt chưa đúng, hai ba chưa đúng, 25 chưa đúng, 89 chưa đúng, 33 chưa đúng,
Cả nhà có comment đi ạ. 80 chưa đúng. 90 chưa đúng. 65 chưa đúng. 15 chưa đúng. Không gợi ý nha, chúng ta không gợi ý nha. Thấy chị dùng thần thánh quá nên em muốn dùng từ sản phẩm để trải nghiệm. Ok, cảm ơn em. Từ tiền đấy ạ. 09 chưa đúng, 35 chưa đúng, 61 chưa đúng, 45 chưa đúng, 62 chưa đúng. Sáu mươi, 55 chưa đúng, 59 chưa đúng. Năm tám chưa đúng, 75, 57 chưa đúng. 56, 57 chưa đúng. 54 chưa đúng. 26 chưa đúng. 53 chưa đúng. Thế là 52 chưa đúng đâu. 11 chưa đúng. 98 chưa đúng. Và phượng lướt luôn như này để sao tránh bị trôi nhá. 97 chưa đúng. 96 chưa đúng. 31 chưa đúng Lan ơi. 78 chưa đúng. 43 chưa đúng. 51 chưa đúng. 75 chưa đúng. 42 chưa đúng. 28 chưa đúng. Cả nhà comment đi nhá. Cả nhà cứ comment đi. Ok ok. Stop, xong rồi. Ok, Khánh Bình ơi, đoán đúng rồi nha em nhá. 92. Stop ạ. Stop, stop, stop. Xong rồi nhá, đây là từng comment của từng các bạn là Phượng đã đọc luôn và không bao giờ bị trôi. Lượt thứ hai của chúng ta đúng đó là chúc mừng em Khánh Bình. Khánh Bình sẽ đoán đúng rồi nhá, chúng ta sẽ đoán chỉ hai lần thôi. xong rồi cả nhà ơi, ok xong rồi. Bây giờ Phượng sẽ lướt luôn comment của bạn nào Khánh Bình xong rồi nhá, lượt hai là Khánh Bình, lượt một là Phạm Thị Cúc. Xem lướt luôn xem là comment của bạn nào hay và ấn tượng nhất thì dành tặng quà cho các bạn nhé. Để xong tháng đầu em chưa dùng lại các sản phẩm nhà mình, da bị khô nó để ra ban chị ạ. Các bạn nhớ là các bạn chia sẻ trên các nhóm thì các bạn phải chụp lại ảnh thì các bạn comment vào bài sau của Phượng nhé. Và nhớ là khi mà các bạn tag tên bạn bè trong cái livestream này thì các bạn hãy nhớ là các bạn cũng chụp lại ảnh luôn nhé. Các bạn nhớ là các bạn chụp ảnh luôn này. Để mình có thể dựa vào đó để mình ấy nhá. Mình tặng quà cho các bạn, nếu như các bạn chỉ cần làm thiếu một bước thôi thì các bạn sẽ không có quà đâu ạ. Minh Phạm, mình dùng thử mấy loại dầu tẩy trang nhưng không thấy dầu tẩy trang. Nhưng dầu tẩy trang bên mình là thích nhất. Ok. Mình đang lướt để xem comment của các bạn nhé. Mình đang lướt để xem comment của các bạn đấy ạ. Mọi lần em chốt mi không dùng dầu tẩy trang, rửa mãi mới ra, nay có dầu tẩy trang dùng thích lắm. Dùng phát ra luôn. Rất muốn sử dụng sản phẩm này để ra mình thêm giải pháp cho sự cân bằng. Vì muốn da sạch hơn và ít nổi mụn hơn nên mình rất muốn có chai nước tẩy trang của Bốt. Da mình dễ bị biết lỗ chân lông và rất dễ nổi mụn nên mình muốn chai dầu tẩy trang này để da sạch tuyệt đối. Em mong nhận được chai dầu tẩy trang vì thứ nhất
là sự thần thánh của em ấy quá tuyệt vời, chính là tuyệt vời. Mọi thứ sạch ngay chỉ sau một lần lau. Đặc biệt dầu tẩy trang còn có rất nhiều tác dụng khác nữa mà các loại dầu tẩy trang khác trên thị trường không có. Thật là vi diệu. Tẩy trang bên mình thật tuyệt vời. Em lại rất hay đánh phấn để che đi nhiều vết thâm, nên em cần dầu tẩy trang lắm, bút tặng em đi. Em rất thích dầu tẩy trang Fierce, dùng xong rất là mềm, da không bị khô, mùi rất là thơm. Make up mà không tẩy trang thì mặt rất dễ nổi mụn, sần sùi lắm chị. Nên em rất thích, rất muốn dùng dầu tẩy trang bên mình. Thấy chị dùng thần thánh quá mà em muốn thử sản phẩm để trải nghiệm. Ok. Từ ngày có dầu tẩy trang bên mình, chút mi không phải lo gì hết. À, cả nhà ơi, các bạn đã đọc được cái lượt comment của mình là lần thứ hai đã kết thúc rồi chưa? Cả nhà ơi, lần thứ hai đã kết thúc rồi ạ. Lần thứ hai kết thúc bằng em Khánh Bình đã trả lời đúng và lần một là em Phạm Thị Cúc. Vì vậy chúng ta không comment số nữa nhé cả nhà nhé, chúng ta không comment số nữa. Cả nhà ơi, các bạn đã đọc được cái lượt hai là đúng là em Khánh Bình rồi. Và Phượng sẽ chọn ra comment hay nhất, đặc biệt nhất và ấn tượng nhất, mình sẽ dành tặng một phần quà cho các bạn. Bây giờ Phượng sẽ đọc cái tên của bạn đấy, và nếu như bạn đấy mà không online thì mình sẽ hủy nhé. Hơn 5 năm nay chị không dùng đến dầu tẩy trang vì sợ từ ngày trang điểm cô dâu xong dầu tẩy trang nổi mụn ghê. Chị có hàng Chizido nhá, hàng Chizido chị có đọc được comment của em. Chị có đọc được comment của em nhá. Yên tâm, bây giờ chị đang chọn ra bạn nào có comment mà chị thấy là ấn tượng nhất thì chị dành tặng quà cho các bạn. Hoài Du ơi, bạn có online không nhỉ? Hoài Du ơi, bạn có online không? Nếu như bạn online thì bạn comment vào đây để mình mới tặng quà cho các bạn, cho bạn được nhá. Và Hoài Du, trang này em mới sinh xong cũng muốn trang rồi nhưng không được dùng ý lắm, nên em thấy các bạn giới thiệu sản phẩm bên chị dùng thích lắm, nên em muốn dùng thử để xem chất lượng thế nào. Cảm ơn Trang Anh nhé, cảm ơn em. Bạn Hoài Du không online nhé. Bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn khác. Mình sẽ chọn ra chị Minh Phạm. Chị Minh Phạm ơi, chị còn online không nhỉ? Chị Minh ơi, chị Minh còn online không thì chị Minh comment ở đây nhá, để em có thể tặng quà cho chị nhá. Bạn Hoài Du không online thì mình sẽ hủy này. Chị Minh Phạm ơi, chị còn online không? Chị còn online thì chị comment ở đây nhá. Chị comment ở đây để nhận quà. Hằng ơi, chị có đọc comment của em rồi. Chị có đọc comment của em ở trên trước rồi nhá, Hằng Chiro nhá. Chị Minh Phạm ơi, chị Minh Phạm còn online không nhỉ? Chị Minh ơi, chị Minh còn online thì chị Minh comment ở đây nhá. À, em rất thích khi có thêm một em dầu tẩy trang về sống chung với kho mỹ phẩm nhà em. Ok, chị Minh Phạm không online nhá, hủy quà này. Hủy quà này, bây giờ thì không comment đúng không? Không còn online, chị tặng em đi. Loan ơi, ngày nào em chơi mini game của chị em cũng được quà. Vì vậy nên là hôm nay em nhường cho bạn khác đi. Chị Minh Phạm có rồi nhá. Chị Minh ơi, chị được nhận một chai dầu tẩy trang nhá. Chị Minh nhận được một chai dầu tẩy trang trị giá 235.000. Em muốn được nhận quà của chị để tặng cho vợ em. Vợ em hay dùng phấn với son nên dùng dầu tẩy trang sẽ làm cho da sạch. Nguyễn Văn Vinh. Cả nhà ơi, chúng ta kết thúc livestream ở đây nhá. Livestream ở đây thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ tặng 3 món quà cho 3 bạn. Đó là một là bạn Khánh Bình, hai là bạn Phạm Thị Cúc và ba là chị Minh Phạm. Và chúc mừng 3 người đã nhận được quà may mắn từ Phượng nhé. Và ngày hôm nay thì Phượng sẽ
thông báo luôn là Phượng sẽ dành tặng một phần quà dành tặng cho một bạn tương tác nhiều nhất, follow nhiều nhất, comment nhiều nhất, chia sẻ nhiều nhất. Hôm nay thì Phượng sẽ tặng quà, tặng gì ta? Tặng luôn dầu tẩy trang nhá, được không ạ? Tặng luôn dầu tẩy trang dành cho một bạn tương tác nhiều nhất. Tặng quà luôn cho vợ chồng nhà em Chiến Loan. Và tuần vừa rồi thì vợ chồng nhà em Chiến Loan thì follow tương tác Facebook của chị rất là nhiều, comment chia sẻ rất là nhiệt tình. Và tuần này thì chúc mừng vợ chồng em đã được tặng là một dầu tẩy trang Fidus trị giá 235.000. Và tuần sau thì mình sẽ dành tặng cho một bạn comment nhiều nhất, follow nhiều nhất, chia sẻ nhiều nhất cũng được nhận quà nhá, ok ạ. Và hôm nay livestream của chúng ta đến đây là kết thúc nhá. Chúc mừng 4 chai dầu tẩy trang dành cho 4 bạn may mắn nhất. Một là Chiến Loan về việc mà tương tác follow nhiều nhất. Hai là chị Minh Phạm về comment ấn tượng nhất. Ba là Phạm Thị Cúc với đoán đúng 2 từ tiếng series. Và tư là bạn Khánh Bình đoán đúng 2 từ tiếng series. Và vui lòng là 3 bạn đoán đúng và làm đầy đủ, 3 bạn mà được nhận quà dầu tẩy trang trên đó, chứ không phải là tương tác nhiều nhất. Thì 3 bạn ở trên ấy, thì các bạn vui lòng mà sau kết thúc livestream này thì Phượng sẽ đăng một bài nữa. Phượng sẽ đăng một bài nữa thì các bạn hãy comment cái lượt mà các bạn chia sẻ, các bạn tương tác, thì các bạn hãy chụp ảnh và các bạn comment ở dưới cái livestream đó, cái bài đó của Phượng nhé. Và ngày hôm nay thì chúc mừng vợ chồng nhà Chín Loan đã được dành tặng một chai dầu tẩy trang vì lượt follow tương tác nhiều nhất. Và tuần sau thì Phượng cũng sẽ chọn ra một bạn follow nhiều nhất, tương tác nhiều nhất và chia sẻ nhiều nhất để nhận được quà nhá. Và tuần sau, và hy vọng là được sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các bạn. Và tất cả những cái bài mà Phượng đăng lên thì hy vọng là các bạn sẽ tương tác, ủng hộ và follow nhiều Phượng nhiều hơn để Phượng có thể là có thêm động lực để làm các chương trình mini game tặng quà cho các bạn nhá. Xin chào cả nhà.